Hello tất cả quý anh chị em, cô chú, bác gần xa đang theo dõi cái chương trình của Thành Lê TV. Bữa nay làm giống như là bà Tân Vlog, Thành Lê TV đồ này nọ ha. Rồi chúc tất cả quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nhé. Thì hôm nay em cũng điểm tin sơ, thì em về được đâu đó nó tầm khoảng chừng 10 con chim chích kè than và một con chè lửa đuôi 20 nha anh chị em nha. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em ra gym ha. Rồi chúc tất cả quý anh chị em ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cái ngày mới. Rồi bây giờ em sẽ ra cái thùng chè lửa đầu tiên nha anh chị em nha. Thì hôm nay không có nhiều, có đúng một con chè lửa. Có thể là ngày mai, ngày mốt gì đó thì sẽ lại tiếp tục về chè lửa nữa. Thì anh chị em thông cảm nha. Đó, tình hình cuối năm rồi nó cũng cũng kẹt. Cho nên là anh chị em nào mà ở tỉnh ha, nếu như có nhu cầu giao dịch với em á, thì vui lòng chuyển khoản giùm em nha. Đừng có đợi mà tới hồi mà cứ hẹn em, giống như ngày hôm qua có một cái trường hợp đó. Cái anh trai đó anh ở dưới Bình Đại, anh Bến Tre, anh mua hai con chè than, anh chốt xong đầu mình ok, mình nhắn số tài khoản anh đó, anh kêu đợi xíu mình chuyển khoản. Cái hồi anh nhắn lại tài khoản anh hết tiền rồi, anh kêu đợi xíu đầu giờ chiều anh chuyển. Từ sáng đợi tới đầu giờ chiều, 1 giờ rưỡi mình chưa thấy ổng chuyển khoản, 2 giờ mình chưa thấy, cái 3 giờ tới giờ xe nó chạy rồi thì mình cũng nhắn ổng, cái ổng kêu đợi xíu cái ổng chuyển. Mình tranh thủ gửi đi cho nó kịp xe, cái mình gửi đi cho ổng. Tới ở dưới Bình Đại là 6 giờ tối rồi, ổng chưa chuyển tiền đó mọi người. Đó thì em mới dặn nhà xe là thôi anh ơi anh thu hộ tiền cho em. Cái ổng lại nói lại là ổng kêu là giờ đợi xíu anh, ổng lấy chim xong rồi ổng về ổng chuyển khoản cho. Ông cũng chơi chơi ác thiệt. Có em kêu thôi thà em mất tiền xe chứ còn chơi, mà bây giờ hẹn em 3 lần rồi chưa thấy chuyển khoản, mà giờ kêu lấy chim xong rồi về chuyển khoản, chắc có nước em đi đòi bằng cái kiểu mà đòi bằng niềm tin đó. Cho nên thôi anh chị em thông cảm nha, ở tỉnh thì vui lòng chuyển khoản giùm em mới gửi chim đi xe được nha. Xin lỗi mọi người, vẫn còn ho mọi người. À, sáng sớm nói với ông Bến Tre cái tự nhiên nó ngứa trong họng. Rồi bây giờ em sẽ đo đuôi con lửa này cho anh chị em mình cùng xem nha. Con này con này đuôi bản cũng tương đối to nha, đuôi tôm nhẹ nha anh chị em nha, móng đầy đủ hết nha. Con này anh chị em về nuôi xổ số nha, cái bông gòn đó. Bông gòn nó đen 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 đó. Kiểu gì một bên là 19,8 một bên là 20 đây à. Tôm đẹp nha anh chị em nha. Rồi cái đuôi ngắn nè, 19,8 nè, đuôi dài nè, đuôi dài là 20 nè, số lẻ 2 ly á. Rồi con này để cho anh chị mình rẻ thôi nha, con này để 1 triệu nha anh chị em nha, đuôi bạn lớn ha, đuôi tôm bạn lớn 1 triệu nha anh chị em nha. Rồi xong cái khâu chè lửa rồi, bây giờ tới chè than nè anh chị em nè. Có chè than bữa nay đẹp lắm nha. Đó. Em bán chè than nổi tiếng lắm nha anh chị em thấy không, ngày hôm qua em về 28 đứa, trời ơi quay đi quay lại 5 phút 10 phút có mấy anh gọi kêu ủa Thành ơi con đó còn không, con đó còn không, dạ thưa hết má ơi, Thành nó bán ghê thiệt chứ. Rồi bây giờ ra chè than cho anh chị em mình xem tham khảo để mà bảo tồn nha. Ủa sao nó nằm im trời. Con này to nha, con này to nha, con đầu tiên là thấy phái phái rồi đó. Đây con này con đầu tiên nha anh chị em nha. Rồi coi móng nè, rồi móng đầy đủ hết nha,
Rồi, thử xem nó bấu không. Bữa giờ không có dám thử cái tay. Đây, anh chị em ha. Bấu ok ha. Con này con số 1 nha anh chị em nha. Bữa giờ nó bấu, bấu tay em. Chịu không nổi. Da tay em nó mỏng lắm. Rồi. Mỏng giống như mỏ em vậy. Than số 1 nha anh chị em nha. 250k một em nha. Một con là 250k. Anh chị em mua hai con giá là 450k nha, không bao ship nha anh chị em nha. Nhớ nha, ở tỉnh thì chuyển khoản trước giùm em nha. Con này em thả vô chuồng số 24 nha, chuồng số 24 nha. Rồi, em nhắc lại nha, con than đó là số 24 nha anh chị em nha. Anh chị em và cô chú nhớ dùm em cái số em đọc nha. Nhớ nha. Rồi, con này số 25 nè. À dạ. Đây, đó. Bẫu rất ok ha. U là trời. Trời ơi, coi kìa. Con này số 25. Đây. Đó, bẫu nè. Rất ok ha. Nó giống như đại bàng nó gấp mồi luôn á. Trẻ men chưa? Mặt nè. Con 24 thẻ ra là chít lên ha. Đấy. Con này số 25 nha mọi người nha. Nhớ cái số em đọc nha. Số 25. Ui, sao nó nằm rút ở trong này nó móc. Ngược tay. Wow, 26. Ui, hàng đẹp không nha. Ủa, con 26 này nó ngộ ta. Anh chị em coi nè. Coi mắt của nó nè. Ngộ. Con này số 26 nha. Đây. Đẹp không? Đấy. Anh chị em đi mua ha. Thấy mấy bà kia mấy bà cầm hay. Giật. Ui, trời ơi. Giá man chưa? Coi nè. Wow. Cái này là mình cầm nó xè nha anh chị em nha. Cầm nó xè nha. Đó, mấy bà bán chim hay. Hồi xưa mấy bà hay kêu lấy tay ngoái mà thực ra không phải. Mình có cái cách cầm là nó sẽ xòe nha anh chị em nha. Chứ không phải là mình ngoái ngoái mà nó xòe được. Đây. Ủ con này ngộ nha. Coi chân coi. Con này số 26 nha mọi người nha. Đây. 250k một em nha. Hai em giá là 450k nha. Ủa, nó cầm quá nó rung. Wow. Xúc chém nữa. Chém nó là xúc rồi. 26 nha. Thôi để thả nó vô chuồng mọi người ơi. Tội nghiệp nó. Cầm lâu. Tội nghiệp. Mắt con này ngọc độc ha. Đây. Số 26 nha mọi người nha. Đầy đủ mắt móng mỏ tay chân nha. Để em xem con nó. Đây. To nha. Con này 27. To dài. À quên nữa mọi người ơi. Thường á những con chim này nè, em bán hàng online nha. Cái nhất em bán online nó rất là mau hết. Và cái thứ hai nữa là mỗi người có một cái quan điểm, cho nên là anh chị em nào mà có nhu cầu ha, cứ xem ưng ý thì chọn nha. Chứ còn đừng có kêu Thành ơi chọn dùm cho anh con to, Thành ơi chọn cho anh con dài, Thành ơi chọn cho anh con xòe. Em không có chọn được nha anh chị em nha. Em là người bán đó, anh chị em thông cảm nha. Em là người bán, con nào đối với em nó cũng đẹp hết. Tại vì buôn bán mà, con nào nó cũng đẹp hết đó. Con nào em cũng thấy đẹp hết. Còn cái mẫu mấy anh chọn là theo cái ý của mình đó, cho nên là anh chị em chịu khó tự lựa giùm em nha, đừng có kêu Thành ơi lựa giùm anh. Tại vì mỗi người nó có một cái quan điểm nó khác nhau. Đó cho nên là nhờ em lựa. Ví dụ như em thấy con đó à nó xòe nó đẹp. Nhưng các anh lại kêu à nó nhỏ quá. Thấy không? Còn thí dụ như em thấy à con đó nó to, em mấy anh kêu ừ. Con đó nó to nhưng mà nó lại không xòe. Cho nên là mỗi người có một cái quan điểm. Anh chị em cứ xem ưng con nào em giao con đó nha. Nãy giờ em đọc số rồi. 24 25 26
27 đó, bố bé. Rồi bây giờ tới bé 28 để em xem. Đây 28 đây. Khá to. Có nhiều anh hỏi là Thành ơi con đó to lắm không? Con đó VIP chưa? Trời ơi, VIP đâu ra có 250 má. Hàng đó cực VIP chưa? Trời ơi, ông nhắn tin mà mình nghe mình muốn nắng cực luôn chứ đừng nói là. Đây, con này con số 28 nha. Chiếm 250 hỏi hàng đó cực VIP chưa? Lựa cho em con cực VIP. Úi trời. Ở đâu ra cực VIP 250 mấy má. Thông cảm giùm em nha, đó. Những cái con này nó như thế nào em quay như vậy thì anh chị em chịu khó à. Cứ ưng cái con nào thì em sẽ giao con đó nha. Đừng có kêu Thành ơi lựa giùm em hay là Thành ơi con đó cực VIP chưa. Anh chị em cứ nghĩ đi. Những cái con hàng VIP á người ta bán thường á, giống như cái bà gì bà bán á, một con mà đuôi giống như ở đây em đo giống như con ngày hôm qua. Xin lỗi mọi người ha, con này số 28. Ngày hôm qua có một con á, con số 13 anh chị em nhớ, 13, 17 gì đó, đó, mấy cái con mà dài 23, 24 xăng á. Ở đây em bán cũng giá đó rất là bình thường ha. Đó, còn những cái chỗ khác người ta đo ra người ta bán gì đâu mà triệu mấy, 2 triệu mấy thì cái đó là đó, hàng đó là hàng cực VIP á, còn ở đây em không có hàng cực VIP nha. Đó, em quay sang bán vậy thôi chứ em không có lựa hay là em không có để riêng hay là để mà thí dụ như ngày hôm qua chim đẹp rồi lựa ra ngày hôm nay bán giá cao, không có. Con nào em bán con đó, ngày nào em bán ngày đó. Đó, anh chị em thông cảm nha. Rồi con này con số 29 nha anh chị em nha, con số 29 nha. Đây. To nha. Đây. Úi trời. Rồi. Má nó bấu nè, giật không ra luôn nè. Con móng nó ghê chưa. Con này số 29 nha. To. Con này số 30. Vợ chưa chỉ khẹt khẹt rồi. Số 30 nè. Đã chưa? Đây, mẫu nè, thấy không? Anh chị em test cho anh chị em mình xem mà. Mẫu. Bấu bám là bình thường nè. Rồi. Đó, móng nè, thấy không? Móng là đầy đủ hết, không bị thiếu cái móng nào hết ha. Đó, chỉ có bảo hành mắt móng mỏ tay chân thôi nha anh chị em nha. Ngày hôm qua có một anh trai Thành ơi còn nhiều chim không? Ngày hôm qua mình về 28 con. Mình kêu nhiều lắm, em về mấy chục con. Đợi xíu anh lựa con. Mình tưởng không mua nhiều lắm. Mới hỏi còn mấy chục con để lên lựa. Tưởng gì lựa con. Lên sóng đầu. Cái này có bao ngoái ngửa lộn ngước không? Trời ơi, mà trong cái đó chim là mình đã ra lòng từng con rồi. Nó lộn ngước ngoái ngửa là mình ngồi mình xem là mình thấy liền chứ hơi đâu mà còn phải hỏi. Còn trong quá trình mà thí dụ như là bây giờ sao nhiều dữ. Còn đó số 30 ha. Trong cái quá trình anh chị em mua về nha, thả lồng nuôi nha, nó bị vấn đề gì đó là em không có chịu trách nhiệm. Tại vì chim là chim mới nha, chẳng có ông nào bao ngoái ngửa lộn ngước nha. Bao mắt móng mỏ tay chân thôi. Thậm chí là đó, chim em thả trong lồng nè, nó ngoái ngửa lộn ngước là nó ngoái ngửa lộn ngước ngay trong lồng này rồi. Mà đã đến cái nhà em lựa rồi mà còn hỏi em bao không. Bao có nước. Ông làm giống như là cái bánh xe bò vậy á. Dễ quế. Đây số 31 nha. Đây số 31 nha. Mấy ông đó chỉ có mua chim mà dạng như chim thuộc á. Chim mà người ta ngoài cội người ta bán nó cứ xem con nào ưng ý xong đầu nó hót hét này nọ, ưng con mắt thì mới mua được thôi chứ còn dạng như chim như thế này là mấy ông mua. Về hót liền không? Úi giời. Ở đâu ra? Ăn cam. Hót liền 250. Ô là trời. Con này số 31 nha mọi người nha. Con này con số 31 nha. Hôm nay có nhiều chuyện hơi bức xúc do là có mấy ông ở tỉnh mấy ông mua mấy ông không có trả tiền. Mình tin tưởng mình gửi chim đi rất cuộc giờ gãy ghẻ mệt. Thôi rút kinh nghiệm. Rồi. Để xem. Rồi hết rồi. Con này số 32. Con này con số 32 đuôi tôm nha. Con này con là con cuối cùng nha. Không phải đuôi tôm đâu. Đây nè. Nó nằm ở trong cái góc thùng nó đè xong rồi nó bị cong cái đuôi nè anh chị em nè. Nó nằm ở trong góc thùng á, nó đè vô, nó cong. Con này con 32 là con cuối cùng nha mọi người nha. Rồi bye bye và xin chào và chúc sức khỏe quý anh chị em ở trong một cái ngày mới.
hẹn gặp lại tất cả mọi người ở một cái video tiếp theo nha.